Pin siêu khủng, Redmi 8A tại Việt Nam với màn hình giọt mưa 6.22 inch, 15.8 cm, độ phân giải HD+, Redmi 8A hứa hẹn mang lại trải nghiệm sống động và thoải mái theo thiết kế công thái học. Thiết kế Aura Wave Grip mang, mang đến cảm giác cực kỳ chắc chắn khi cầm nắm, đồng thời cấu tạo bề mặt đặc biệt cũng giảm thiểu tối đa tình trạng in dấu vân tay lên mặt sau. Với dung lượng pin cao 5000mAh lên đến 2 ngày sử dụng, Redmi 8A còn hỗ trợ sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C. Redmi 8A được trang bị bộ vi xử lý lõi 8 Qualcomm 439 cùng 2GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, khe cắm SIM kép 2 cộng 1 với khe thẻ nhớ microSD riêng biệt, cho phép mở rộng thêm dung lượng lưu trữ lên tới 512GB. Trang bị camera 12MP với cảm biến cao cấp Sony IMX363, Redmi 8A mang lại những bức ảnh có độ chân thực cao. Máy đồng thời được trang bị camera selfie 8MP ở mặt trước. AI hỗ trợ chụp ảnh được tích hợp cho cả camera trước và sau, Redmi 8A cũng giữ lại tính năng nghe đài FM không cần đến tai nghe, vốn rất được người dùng ưa chuộng.